nơi dương gian, dù cho đau thương nguy nan có Chúa hằng phù trì đỡ nâng. Công tác với Chúa lên đường, nhiệt tâm đi luôn tin mừng, dù gian nan luôn kiên cường, mong chờ phúc vinh tiền đường. See you.
ra ngoài đó. Phó tế, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý vị trong ban mục vụ của các giáo xứ, giáo họ, quý vị trong các hội đoàn, quý khách, quý ông bà và toàn thể anh chị em, hôm nay cùng nhau chúng ta quy tụ nơi đây, đền Thánh An Tôn Trại Gáo. Nhờ sự chuyển cầu của Thánh An Tôn, xin Chúa thương ban ân sủng, bình an và sức khỏe dồi dào cho tất cả mọi người chúng ta. Đặc biệt xin Chúa thương nâng đỡ những ai đau khổ, bệnh tật, cũng như những người đang đến với Thánh An Tôn cầu xin
ơn này ơn khác. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho quê hương chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta được bình an, hạnh phúc. Giờ đây để xứng đáng hành thánh lễ, cùng nhau chúng ta cầu xin Chúa thương tha thứ, bỏ qua cho chúng ta những tội lỗi bất xứng. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho dân Chúa một nhà giang thuyết lừng danh và cũng là người cứu giúp những ai nghèo khổ, đó là Thánh Linh Mục An Tôn. Xin nhận lời thánh nhân truyền cầu cho chúng con biết trung thành tuân giữ giao huân của Đức Kitô để được nâng đỡ trong những lúc ngặt nghèo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trí cùng Chúa, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Trích sách ngôn sứ Isaiah. Thần khí của Đức Chúa là Chúa thường ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn,
bâng bố những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng âm của Đức Chúa, một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta. Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than, tặng cho những kẻ khóc than ở Sion tấm khăn đại lễ thay cho bụi, dầu thơm hoa lạc thay tang chế, áo ngày hội thay tâm thần sầu não. Đó là lời Chúa. Ơn Chúa. Chúa nhân từ hằng
tôi trăm năm bên Ngài vui vương, và lòng tôi từ nay chứa tràn nguồn vui. Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi xin nói với từng người trong anh em, đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức. Mỗi người tùy theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho, cũng như trong một thân thể. Chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy. Tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô. Mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ thì phải phục vụ. Ai dạy bảo thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn thì cứ khuyên răn. Ai phân phạt thì phải chân thành. Ai chủ tòa thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm. Lòng bạc ái không được giả hình giả bồ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình, nhiệt thành không trì nại, lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, cách đây không lâu tôi có ra ngoài Hà Nội và có gặp một gia đình trẻ. Gia đình có hai vợ chồng, một đứa con gái và một đứa con trai. Và số là sau khi sinh đứa con gái thì người vợ bị bệnh nặng và vì thuốc thang giải phẫu. Do đó mà các bác sĩ nói thế này: không tài nào chỉ có thể có thêm con được. Tuy nhiên, hai vợ chồng vẫn trông ngóng, vẫn chờ đợi, vẫn muốn có một đứa con nữa. Và thế là hai vợ chồng đã về với đền thánh An Tôn Trại Gạo này. Không lâu sau đó thì hai vợ chồng có con, sinh hạ một người con trai rất là khỏe mạnh, tốt lành. Và từ đó đổ đi, năm nào ngày 13 tháng 6, tất cả các thành viên trong gia đình đó cũng về đây. Tôi nghĩ rằng trong thánh lễ hôm nay họ cũng đang hiện diện cùng với chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, thánh An Tôn có rất là nhiều tước hiệu. Trong đó tước hiệu phổ biến nhất đó là ông thánh hay làm phép lạ. Và giờ đây tôi cùng với quý ông bà anh chị em chia sẻ về chủ đề phép lạ. Phép lạ là gì? Phép lạ theo nghĩa chung nhất đó là những điều kỳ diệu Thiên Chúa thực hiện vượt qua kinh nghiệm thông thường của con người chúng ta. Phép lạ không chống lại trật tự tự nhiên, quy luật tự nhiên, nhưng phép lạ vượt qua trật tự tự nhiên, quy luật tự nhiên. Nhìn lại mặc khải Kitô giáo từ Cựu Ước tới Tân Ước, chúng ta thấy rằng có vô số phép lạ Thiên Chúa thực hiện cho con người chúng ta trên bình diện cá nhân cũng như cộng đoàn. Chẳng hạn đối với dân Do Thái, Thiên Chúa đã dẫn đưa dân Do Thái từ Ai Cập vượt qua biển đỏ ráo chân, rồi rong ruổi 40 năm trong sa mạc. Thiên Chúa đã nuôi họ bằng manna từ trời rơi xuống. Hay về mặt cá nhân cũng vậy, Thiên Chúa đã làm nên những điều kỳ diệu vượt quá trật tự tự nhiên, trật tự thông thường. Chẳng hạn trong Kinh Thánh Cựu Ước, bà Sarah sinh Isaac, rồi bà Anna sinh Samuel, bà Manoac sinh Samson trong tuổi già. Đến khi Đức Giêsu nhập thể và sống giữa dòng đời thì Đức Giêsu cũng thực hiện rất là nhiều phép lạ. Và những phép lạ của Đức Giêsu nhằm minh chứng rằng Đức Giêsu từ Thiên Chúa mà đến, Đức Giêsu làm những công việc của Thiên Chúa và Đức Giêsu là chính Thiên Chúa. Điểm chung của các phép lạ là gì?
đó là nâng đỡ con người chúng ta, làm cho cuộc sống con người chúng ta tốt hơn. Tuy nhiên, đối với chúng ta, những người Kitô hữu đứng trước phép lạ, thì câu hỏi của chúng ta không phải là cái gì đã xảy ra, không chỉ là câu hỏi đó, mà câu hỏi thế này đúng hơn, tức là điều xảy ra, phép lạ thực hiện có ý nghĩa gì, phép lạ thực hiện và qua phép lạ đó Thiên Chúa muốn nói với chúng ta điều gì. Chẳng hạn khi mà Đức Giêsu trục xuất ma quỷ ra khỏi những người quỷ ám chẳng hạn, có nghĩa rằng nước Thiên Chúa đã hiện diện ở giữa nhân loại. Chính lời của Đức Giêsu, nếu tôi dùng thần khí của Thiên Chúa mà trục xuất ma quỷ thì quả thật nước Thiên Chúa đã ở giữa các ngươi. Đức Giêsu đã nói như vậy. Hay là khi Đức Giêsu tha thứ tội lỗi thì có nghĩa rằng quyền năng của Thiên Chúa đã vượt thắng quyền năng của đêm tối, quyền năng của ma quỷ, quyền năng của thế gian, quyền năng của xác thịt. Hay là khi Đức Giêsu chữa các thứ bệnh tật thì có nghĩa rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Thiên Chúa thông phần vào sự đau khổ của chúng ta, cảm thông với chúng ta và muốn cho mỗi người chúng ta được sống khỏe mạnh. Hay là các phép lạ được thực hiện bởi các thánh tông đồ Phêrô, Phaolô, Gioan, các thánh trong lịch sử nhân loại, hay là thánh Antôn mà chúng ta mừng kính trong thánh lễ hôm nay, để minh chứng rằng họ là những người thuộc về Thiên Chúa, họ nói lời Thiên Chúa, rao giảng Đức Giêsu Kitô và tin mừng của người. Tin mừng của Đức Giêsu Kitô là tin mừng đích thật. Hơn nữa, chúng ta thấy phép lạ được xem như là dấu chỉ để nâng đỡ niềm tin chúng ta và để mỗi người chúng ta phải biến đổi không ngừng. Không biến đổi có nghĩa là chết. Điều này đúng xét về mặt thể lý cũng như về mặt tâm linh. Đó là lý do tại sao chân phước John Henry Newman sinh vào năm 1801 và qua đời năm 1900 nói thế này: sống là thay đổi, để được hoàn thiện cần phải thay đổi nhiều hơn. Rồi phép lạ giúp chúng ta không chỉ có hiểu biết về niềm tin, nhưng mà chúng ta sống niềm tin bằng những hành động cụ thể của mình. Đó là lý do tại sao thánh Antôn nói thế này: hành động có tiếng vang hơn lời nói. Phép lạ là như vậy, giúp chúng ta biết hành động niềm tin của mình bằng những việc làm cụ thể. Phép lạ dẫn chúng ta tới một chân trời mới mẻ, một thế giới đẹp hơn là thế giới bấp bênh, thế giới đau khổ, thế giới biết bao nhiêu bất trắc ở trần gian này. Phép lạ dẫn chúng ta tới ơn cứu chuộc cánh chung khi Thiên Chúa quy tụ muôn loài muôn vật trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Như vậy chúng ta thấy phép lạ được hiện diện như là dấu chỉ. Và chúng ta biết rằng là những người Kitô giáo, là những Kitô hữu, chúng ta trong bốn tin mừng Matthew, Luca, Marco, Gioan, thì trong tin mừng nhất lãm, tức là ba thánh ký Matthew, Marco, Luca, các vị dùng chữ phép lạ, dùng từ phép lạ những việc kỳ diệu Đức Giêsu làm. Nhưng nếu chúng ta để ý thì trong tin mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan, thánh nhân không dùng từ phép lạ mà dùng từ dấu lạ, hoặc có thể dịch sát nghĩa hơn, dấu chỉ, dấu lạ, dấu chỉ. Tại sao thánh nhân lại làm như vậy? Điều chúng ta có thể giải thích thế này: bởi vì theo thánh nhân, nếu mà nói phép lạ, xem ra chúng ta chỉ có tập trung vào chính cái phép lạ đó thôi, mà chúng ta không nhìn xa hơn những điều, những ý nghĩa mà phép lạ nhắm tới. Trong cuộc đời dương thế của Đức Giêsu, Đức Giêsu thực hiện các dấu lạ, các dấu chỉ để nhằm khuyến khích mọi người chúng ta hãy đi xa hơn nữa. Chúng ta có thể ví phép lạ như là những món quà, các phép lạ như là những món quà. Mọi người chúng ta đây ai cũng có kinh nghiệm,
khi mà ai cho chúng ta món quà nào đó, thì con người mà hiểu biết thì không phải là lường định đánh giá xem xét xem cái giá trị kinh tế của món quà đó là bao nhiêu. Nhưng mà hãy nhìn xa hơn món quà đó. Tại sao biết bao nhiêu người người ta không cho mà lại cho chính mình? Chính món quà đó diễn tả tình yêu của người cho. Như vậy, vấn đề chính của người nhận quà đó là lường định xem nồng độ tình yêu của người cho mình hơn là giá trị kinh tế của chính món quà đó. Phép lạ là như vậy. Do đó, mỗi người chúng ta hãy nhìn sâu, nhìn xa hơn những phép lạ, những dấu lạ. Trong tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chúng ta thấy Thánh Nhân chỉ có trình bày 7 dấu lạ thôi. Dấu lạ thứ nhất, đó là dấu lạ chương 2. Đức Giêsu tại Cana đã biến nước thành rượu trong đám cưới. Dấu lạ thứ hai, đó là dấu lạ Đức Giêsu chữa con của viên sĩ quan cần về nhà vua ở chương 4. Dấu lạ thứ ba, đó là dấu lạ Đức Giêsu chữa người bệnh tật ở bên hồ Bê-đa-tha. Dấu lạ thứ tư, đó là dấu lạ Đức Giêsu làm cho 5 chiếc bánh và 2 con cá hóa ra nhiều cho hơn 5.000 người ăn, còn thu lại được 12 thúng. Dấu lạ thứ năm, đó là dấu lạ cùng ở chương 6, Đức Giêsu đi trên mặt biển. Dấu lạ thứ sáu, đó là dấu lạ Đức Giêsu thực hiện ở chương 9, đó là dấu lạ Đức Giêsu chữa người mù khi mới sinh. Phép lạ, dấu lạ thứ bảy, đó là dấu lạ Đức Giêsu làm cho La-da-rô sống lại ở Gioan chương 11. Như vậy, chúng ta thấy trong nhãn quan của Thánh Gioan cũng như trong bối cảnh kinh thánh nói chung, con số 7 là con số hoàn hảo, nghĩa là 7 dấu lạ, 7 dấu chỉ đó là đủ rồi để người ta suy tư, để người ta nhìn sâu hơn, nhìn xa hơn chương trình của Thiên Chúa đối với mỗi cá nhân cũng như đối với tất cả các cộng đoàn. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy trong Gioan chương 20 câu 30 đến câu 31, Ngài nói thế này: Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ nhưng không được ghi trong sách này. Còn những điều được ghi trong sách này là để anh em tin rằng Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa và để nhờ tin mà anh em được sự sống nhờ danh Người. Hay là câu cuối cùng của tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan cũng tương tự như vậy: còn nhiều dấu lạ khác Đức Giêsu thực hiện, nếu viết ra thì tôi nghĩ rằng cả thế giới này không có chỗ để chứa sách. Như vậy, Thánh Gioan đã cho chúng ta cái bằng chứng rõ ràng hơn về phép lạ, về dấu lạ, tức là mỗi người chúng ta cần nhìn sâu hơn, nhìn xa hơn, chúng ta phải phóng tầm nhìn đến nước Thiên Chúa, đến thế giới vĩnh cửu. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, để chúng ta đi nhiều nước, nhiều nơi, thì chúng ta thấy hình ảnh phổ biến nhất của Thánh Antôn, đó là Thánh Antôn đang ôm Đức Giêsu trong hình hài trẻ thơ. Tại sao vậy? Bởi vì Đức Giêsu trong hình hài trẻ thơ đã hiện ra với Thánh Nhân. Và chúng ta biết Thánh Nhân cả cuộc đời bỏ ra cả cuộc đời mình theo Đức Giêsu, rao giảng về mầu nhiệm Đức Giêsu, đặc biệt Thánh Nhân rao giảng về mầu nhiệm Giáng sinh, Thiên Chúa làm người, Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, một vị Thiên Chúa toàn năng toàn thiện mà cần đến sự bồng ẩm của con người. Thánh Antôn luôn luôn rao giảng về Đức Giêsu. Đó là lý do tại sao trên mặt khoa bảng chúng ta có thể nói thế này: thần học của Thánh Antôn là thần học quy Kitô. Đối với Thánh Antôn cũng như cả thánh trong lịch sử giáo hội thì chính Đức Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta. Niềm hy vọng của chúng ta không phải là cái này cái khác, nhưng mà là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Chính Đức Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường về với Chúa. Đức Giêsu đã nhân danh toàn thể nhân loại nói lên niềm hy vọng của tất cả mọi người đối với Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta thấy chúng ta hy vọng được cái này, chúng ta đòi cái kia.
cũng giống như thánh Augustine nói đó, linh hồn con sao xuyến cho được, cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa. Đó là lý do để giải thích tại sao đối với chúng ta, không ai trong chúng ta thỏa mãn với tình yêu nhỏ hơn tình yêu Thiên Chúa. Không ai trong chúng ta thỏa mãn với những công trình kém kỳ diệu hơn công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Không ai trong chúng ta thỏa mãn với quê hương kém hạnh phúc hơn quê hương vĩnh cửu là nước Thiên Chúa. Và hình ảnh Thánh Antôn bồng ẩm Đức Giêsu là hình ảnh nhắc nhở mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta tự đặt câu hỏi, chúng ta đang bồng ai? Chúng ta đang bồng ai? Trong tâm hồn chúng ta có dành chỗ cần thiết cho Đức Giêsu Kitô hay không? Hay là chúng ta dành chỗ cho biết bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh đến nỗi một chỗ nhỏ nhất trong lòng cũng không còn để Đức Giêsu nữa? Chúng ta tự đặt câu hỏi và trả lời cho những câu hỏi đó. Thánh Antôn nổi tiếng và người ta loan tin rất là nhiều, tức là vì thánh giúp những người đánh mất tìm lại được của cải mình, mất bò, mất trâu, mất chìa khóa, mất xe, mất cổ, đến với Thánh Antôn đa số là được lãnh nhận lại cái mất đó. Tôi thấy rằng quan trọng, nhưng mà điều mất quan trọng hơn, chúng ta cũng cần cầu xin Thánh Antôn cho mọi người chúng ta có lại được, chẳng hạn về cảm thức đức tin, chẳng hạn về niềm hy vọng của chúng ta, chẳng hạn về việc chúng ta nhìn nhận Thiên Chúa toàn năng toàn thiện. Nhiều khi chúng ta mất đi những cái cảm thức đó, và chúng ta cũng xin Thánh Antôn cầu cùng Chúa cho chúng ta có lại những thứ đó nữa, những thứ mà theo chúng ta về với quê hương vĩnh cửu. Hơn nữa, chúng ta cũng không chỉ có xin Thánh Antôn cho chúng ta được lại những gì đã mất, nhưng mà cũng cho chúng ta mất đi những gì đã được. Mất đi những gì đã được cho chúng ta là như vậy. Chúng ta mất đi những gì đã được là gì? Thưa, đó là chúng ta được cái sự kiêu căng, chúng ta được cái sự tham lam vô độ, chúng ta được xây dựng một thời gian rất là dài, tư tưởng của chúng ta xấu xa. Những cái đó chúng ta được thì chúng ta cũng cầu xin Thánh Antôn cho chúng ta biết mất đi để rồi chúng ta sống tốt đẹp hơn. Nói tóm lại một cách tổng quát, chúng ta cầu xin Thánh Antôn cho chúng ta mất đi những gì mà ngăn cản tương quan mật thiết giữa chúng ta với Đức Giêsu, giữa chúng ta với Thiên Chúa, mất đi những gì mà ngược với thánh ý Chúa. Như vậy chúng ta cầu xin Thánh Antôn vừa cho chúng ta được cái này cái khác, nhưng mà được những thứ thuộc về đời sống tâm linh của chúng ta, cũng như mất đi những gì ngược lại với thánh ý Chúa. Mọi người chúng ta đến đây ai cũng muốn xin ơn nhờ Thánh Antôn chuyển cầu để được cái này cái khác, món quà này món quà kia. Tuy nhiên chúng ta thấy Đức Giêsu phục sinh đã để lại cho chúng ta ba món quà rất là quý, mà nhiều khi chúng ta lại đòi những cái không quan trọng bằng món quà thứ nhất, đó chính là bí tích thánh thể. Đức Giêsu hứa ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Đó cũng là câu cuối cùng của Đức Giêsu trong Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew ở chương 28 câu 20. Câu cuối cùng của Đức Giêsu trước khi về trời đó là thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Món quà thứ nhất, bí tích thánh thể. Chính Đức Giêsu Kitô lịch sử không còn nữa, nhưng mà tính lịch sử của Đức Giêsu vẫn còn. Chúng ta cử hành hôm nay, chúng ta cử hành sự hiện diện của Đức Giêsu, món quà lớn nhất. Món quà thứ hai đó là Chúa Thánh Thần. Chúng ta thấy trong Gioan chương 20 câu 29 câu 23 thì Đức Giêsu sau khi sống lại hiện ra nói với các môn đệ là anh em hãy lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Như vậy món quà thứ hai, món quà rất quan trọng cho mỗi người chúng ta. Và món quà thứ ba đó là món quà bình an. Mỗi người chúng ta ở đây trong lúc này lúc khác, ai trong chúng ta cũng chứng kiến cái sự bất an của mỗi người chúng ta. Hiện tại mình gọi là distress chẳng hạn, depression chẳng hạn. Hiện tại tôi có thấy trong cái điện thoại Samsung nó có cái chức năng để mà đo cái độ distress của chúng ta. Nếu chúng ta
thử đo xem có ai là cái distress bằng không hay không. Rất là hiếm, đa số chúng ta, tôi cũng thấy có một số người đo, có người lên tận 80%, tức là cái sự căng thẳng của chúng ta lên như vậy, đa số thì 40-50. Điều đó cho mọi người chúng ta biết là chúng ta bất an. Như vậy, trong khi chúng ta cầu xin Thánh Antôn cho chúng ta ơn này ơn khác, quà này quà kia, thì chúng ta hãy ý thức ba món quà quan trọng, đó là Bí Tích Thánh Thể, Chúa Thánh Thần và Bình An. Kính thưa toàn thể cộng đoàn Mặc Khải Kitô giáo, cho chúng ta biết rằng mọi sự sẽ qua đi, chỉ có vĩnh cửu mới quan trọng, chỉ có vĩnh cửu mới đáng cho chúng ta quan tâm. Và mọi người chúng ta nên nhớ rằng cuộc đời của mọi người chúng ta hay là lịch sử của nhân loại này có kéo dài hàng tỷ năm thì cũng chưa bằng một kỳ chớp mắt của vĩnh cửu. Chúng ta nên nhớ cuộc sống chúng ta có kéo dài hàng tỷ tỷ năm thì cũng chưa bằng cái chớp mắt của vĩnh cửu. Do đó mọi người chúng ta trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi ở trên trần gian này, chúng ta cố gắng sau đó để chúng ta xây dựng niềm tin của chúng ta, thực hành niềm tin của chúng ta. Hơn ai hết, Thánh Antôn là mẫu gương cho mọi người chúng ta trong việc sống niềm tin và thực hành niềm tin. Đặc biệt cuộc đời của thánh nhân luôn luôn chú tâm vào Đức Giêsu. Thánh nhân đã học hỏi, đã suy niệm, đã thông hiệp với Đức Giêsu trong mọi hoàn cảnh. Và vì vậy, đó là lý do tại sao Ngài được mệnh danh là nhà giảng thuyết lừng danh. Khi mà đã kết hợp với Đức Giêsu thì những lời của thánh nhân nói cũng giống như là những lời của Đức Giêsu vậy. Như Thánh Phaolô đã nói đó, tôi sống nhưng không phải là tôi mà Đức Kitô sống trong tôi. Galata chương 2 câu 20. Như vậy, mọi người chúng ta hãy noi gương Thánh Antôn để chúng ta kết hợp với Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trở lại với vấn đề phép lạ thì chúng ta thấy phép lạ hiện diện ở khắp nơi, phép lạ hiện diện trong thế giới vi mô, phép lạ hiện diện trong thế giới vĩ mô, phép lạ hiện diện trong toàn thể thế giới thụ tạo này, phép lạ hiện diện nơi các thiên hà, nơi các tinh tú, nơi các phân tử, nơi các nguyên tử, nơi các tế bào, nơi các protein, phép lạ hiện diện trong đời sống mỗi người chúng ta, mỗi nụ cười, mỗi ánh nhìn chứa chan biết bao nhiêu phép lạ. Nhiều khi chúng ta đi tìm phép lạ đâu cho xa, nhưng mà ngay cả chúng ta đang hiện diện nơi đây cũng là một phép lạ vậy. Cho đó mọi người chúng ta hãy nhìn phép lạ trong cái nghĩa tổng quát, cái nghĩa tinh tuyền, cái nghĩa mà Chúa muốn. Bằng không thì chúng ta cứ nghĩ phép lạ, chúng ta xin cái này, được cái này, xin cái kia, được cái kia. Tôi nghĩ điều đó cần thiết, nhưng quan trọng hơn, như Thánh Gioan cho chúng ta biết, phép lạ là dấu chỉ và khí cụ để rồi chúng ta có tầm nhìn xa hơn, tầm nhìn sâu hơn về chương trình của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta trên bình diện cá nhân cũng như cộng đoàn. Nhờ sự chuyển cầu của Thánh Antôn, xin Chúa thương hướng dẫn chúng ta, đặc biệt xin Thánh Thần của Đức Giêsu Kitô là Chúa Thánh Thần thương hướng dẫn mỗi người chúng ta để mọi người chúng ta luôn ý thức về sự hiện diện và hoạt động của Đức Giêsu trong đời sống chúng ta, đặc biệt cho mọi người chúng ta luôn trung tín với niềm tin của mình giữa những bấp bênh của cuộc sống hàng ngày. Xin cảm ơn toàn thể cộng đoàn. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thế với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thâm xa vì chúng ta,
Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người đưa phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Nhờ sự chuyển cầu của Thánh Antôn, cộng đoàn chúng ta thành khẩn dâng lên Chúa những lời cầu xin tha thiết sau đây. Thánh Linh Mục Antôn là nhà giảng thuyết lừng danh, đã dùng chính gương sáng đời sống và những phép lạ đi kèm để củng cố cho lời giao giảng của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi con cái giáo hội ý thức sứ mạng truyền giáo của mình và biết dùng phương tiện hữu hiệu là lối sống yêu thương mà giới thiệu khuôn mặt Thiên Chúa tình yêu ngay trong chính môi trường sống của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Trái đất đang trở nên nóng dần, trong khi lòng người lại trở nên lạnh lùng với anh chị em đồng loại và lãnh đạm với những vấn đề chung của xã hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới biết dùng tình người để đối xử với nhau, cùng chung tay đẩy lùi tệ nạn xã hội và xây dựng thế giới ngày càng trở nên tươi đẹp và nhân văn hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Cùng ưu tư với giáo hội trong chương trình mục vụ đồng hành với gia đình trẻ đang gặp khó khăn, chúng ta cùng cầu xin Chúa là nguồn tình yêu hiển diện trong các gia đình ấy, để các đôi vợ chồng biết lấy tình yêu thuở ban đầu làm sức mạnh vượt qua những khó khăn trong đời sống thực tiễn. Cùng xin cho các bạn trẻ biết chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào đời sống hôn nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thánh Antôn đã làm nhiều phép lạ để cứu những người khốn khó bệnh tật. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn tham dự phụng vụ hôm nay, cũng như hết những ai đã tin tưởng vào lời chuyển cầu của Thánh Nhân, được ơn Chúa nâng đỡ và chữa lành cả về thể xác lẫn tâm hồn, nhất là được ơn đức tin để can đảm sống trung thành với tiếng liêng tâm của mình giữa xã hội nhiều cạm bẫy hôm nay. Cùng xin Chúa cho các tín hữu đã qua đời được hưởng hạnh phúc nước Chúa.
chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa là tình thương, là sức mạnh và là nơi chúng con ăn nao. Nhờ sự chuyển cầu của Thánh An Tôn, xin nghe lời chúng con khẩn nguyện và nhận lời chúng con nài van, mà ban cho chúng con những ơn lành chúng con hằng mong ước. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Đây lễ dâng kết thành bài thơ của muôn lòng ước nguyện sắt son. Chúa ơi, con tiến dâng lên Ngài tròn vững tim mến yêu thủy chung, buồn vui với những đau khổ bao tai ương tháng năm dấu bể, xin ơn thiêng đỡ nâng dắt dìu vì tình yêu Chúa luôn tràn trề. Chân thành
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin dù thương chấp nhận của lễ chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa nhân ngày mừng kinh Thánh An Tôn. Trung thành với giáo huấn của thánh nhân, chúng con muốn hiến trọn thân mình cùng với của lễ đang dâng tiên Chúa đây. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đang phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa cho hội thánh được hân hoan mừng lễ thánh an tôn, để nhờ gương sáng đời sống đạo đức của Ngài, Chúa cùng cơ hội thánh, nhờ lời giảng dạy Chúa giao huân và nhờ lời cầu khẩn đẹp lòng Chúa, Chúa giữ gìn hội thánh. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con luôn hát ca chung tùng Chúa rằng: Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang thay
trong niềm hy vọng tương lai. Và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc, chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, ban trăm năm, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứ thế, và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng châm tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đang chưa ngỡ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con
Bây giờ bước vào phần rước mình Thánh Chúa. Phần rước mình Thánh Chúa chỉ dành cho những người Công giáo có đủ điều kiện. Những ai chưa là người Công giáo vui lòng không lên nhận bánh thánh. Xin ban trật tự mở lối các lối đi để cho quý cha và các thừa tác viên đến trao mình Thánh Chúa cho cộng đoàn. Sau khi cho rước lễ xong, xin quý cha và các thừa tác viên chúng ta đưa mình Thánh Chúa vào trong nhà nguyện đền Thánh An Tôn. Tình yêu Chúa tấu lên muôn tiếng tơ đàn. Tình yêu Chúa ý thơ đêm chứa cha. Tình yêu Thiên Chúa tiếng tiêu cao vút non đoài. Tình yêu Chúa lời ca êm ái. Tình yêu Chúa biến khơi gào sóng hoa. Tình yêu Chúa nói sao cho hết cạn lời. Tình yêu ôi cao quá. Chúa yêu thương con người lòng yêu mến không phai. Chúa sinh ra mọi loài vì yêu mến nhân loại. Chúa ban con một ngày vì sao ước ban nguyện để giải thoát đời tôi khiêu. Vì yêu mến Chúa con sinh xuống dương trần. Đời gian khó chiếu soi lời phúc âm, truyền giao chân lý, dẫn đưa nhân thế lạc lầm, tìm côi phúc, nguồn vui êm ấm. Vì yêu mến Chúa cảm nhận lại nhục hình và dâng hiến trở nên lễ tế sinh. Tội lỗi chết thay cho hết mọi người. Tình yêu ôi cao quý. Chúa yêu thương con người lòng yêu mến không phải. Chúa sinh ra mọi loài vì yêu mến nhân loại. Chúa ban con một ngày vì sao ước đoan nguyện để giải thoát đời tôi kia. Chúa yêu thương con người lòng yêu mến không phải. Chúa sinh ra mọi loài vì yêu mến nhân loại. Còn một ngày vì sao ước đoan nguyện để giải thoát đời tôi kia. Xứng đáng tôn danh Ngài cao cao.
tay quyền lên phong đông vầng tay dương tay quyền lên phong đông vầng tay dương vầng tay dương là mặt trời bừng sáng là mặt trời bừng sáng bừng sáng bừng sáng ánh thiên đường bừng bừng sáng ánh thiên đường cho thời gian cho không gian Bừng sáng ánh
thoa hương tình ngài. Đời con Chúa dựng nên, từ xưa Chúa đã gọi tên, rất dịu năm tháng em đêm triền miên. Trái thiêu thân tội tình, vì con, chính vì con, vì con kiếp tội đã mang, Chúa nằm thành giá trăm ngàn khổ đau. Trường sinh là Đức Kitô, xin cũng nhờ Đức Kitô là thầy mà giao ân chúng con. Nhờ thế chúng con sẽ noi gương thánh An Tôn Đề Lai mà học biết chân lý của Chúa và đem ra thực hành bằng cuộc sống đượm tình bác ái yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng luôn loại trừ khỏi anh chị em hết mọi điều tai hại và đoái thương tuôn đổ trên anh chị em, phúng lành của Ngài. Xin Thiên Chúa làm cho tâm hồn anh chị em biết lắng nghe lời Chúa, để tâm hồn anh chị em được tràn đầy niềm vui muôn đời. Amen. Ước gì nhờ thông hiểu những điều hay lẽ phải, anh chị em luôn tiến bước theo huân lệnh Chúa và được nên đồng thừa tư với các công dân nước trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại luôn mãi. Amen. Ở xong chúc anh chị em về bình an. Chúng con kính mời quý cha cùng toàn thể cộng đoàn an tọa. Giờ đây, Đức Cha Phụ tá Phêrô
đại diện cho giáo phận có đôi lời cảm ơn tới quý cộng đoàn. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, lời cảm ơn không bao giờ có thể nói hết được. Ở đây xin thay lời cho ban tổ chức xin cảm ơn đặc biệt các thành phần. Thứ nhất đó là giáo họ Trại Gáo, những người của giáo họ Trại Gáo, giáo họ Sở Tài ở đây đã làm việc rất vất vả, không chỉ có thánh lễ này mà quanh năm rất vất vả. Thứ hai đó là giáo xứ Thanh Sơn. Thứ ba giáo xứ Mỹ Yên. Thứ tư giáo xứ Nhân Hòa cùng các giáo xứ khác. Đặc biệt trong thánh lễ hôm nay chúng ta cảm ơn ca đoàn giáo xứ Cửa Lò, và từ hôm qua đến hôm nay chúng ta cũng có được sự phục vụ rất là tận tình của anh chị em nhóm Exodus của giáo phận Vinh và Hà Tĩnh. Chân thành cảm ơn quý cha quý thầy trong hiệp hội An Tôn giáo phận Vinh. Xin cảm ơn ban âm thanh ánh sáng ẩm thực môi trường văn hóa truyền thông. Chân thành cảm ơn những người đã giữ trật tự bảo vệ cho thánh lễ này, nhất là anh em công an của huyện Nghi Lộc. Chân thành cảm ơn quý cha giải tội cũng như tất cả những người cách này cách khác đóng góp cho thánh lễ hôm nay. Và cuối cùng xin cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã hiện diện nơi đây. Nhờ sự chuyển cầu của Thánh An Tôn, xin Chúa thương ban ân sủng bình an và sức khỏe dồi dào cho mọi người chúng ta, đặc biệt cho mọi người chúng ta biết luôn đọc được những dấu chỉ của Chúa Thánh Thần và hành động theo những dấu chỉ đó cách chân thành nhất trong đời sống chúng ta. Xin chân thành cảm ơn. Giờ đây xin kính mời quý cộng đoàn cùng đứng và cùng hiệp ý với Đức Cha trong nghi thức làm phép nước, các ảnh tượng, vật dụng và chúc lành cho những gia đình hiếm muộn và những phụ nữ đang mang thai. Xin cộng đoàn những ai cầm những vật dụng, chúng ta hãy giơ lên để được làm phép. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Giờ đây xin Chúa thương chúc lành cho tất cả những ai, xin Chúa chúc lành cho nước để rồi nước trở thành nguồn sống cho mọi người chúng ta, dấu chỉ rửa sạch tâm hồn tội lỗi chúng ta cũng như chúng ta rạy nước trên những gì mà chúng ta muốn cầu xin Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, Chúa là nguồn mạch sự sống, cả thể xác và tâm hồn chúng con này xin Chúa ban phúc lành cho nước này mà chúng con tin tưởng sử dụng để kêu cầu ơn tha thứ tội lỗi chúng con và để lành nhận ơn Chúa bảo vệ chống lại tất cả các bệnh hoạn và mưu kế quân thù. Lạy Chúa, xin nhờ lượng từ bi Chúa ban cho nước hằng sông luôn phát sinh ơn cứu độ trong chúng con để chúng con có thể tiến đến gần Chúa với tâm hồn trong sạch và thoát khỏi mọi nguy hiểm xác hồn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta cầu xin Chúa thương chúc lành và thành hòa tất cả các ảnh tượng trang hạt. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa không chê bác việc tang vẽ tượng ảnh các thánh Chúa để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng ảnh tượng đó, chúng con cũng dùng con mắt ký ức để suy niệm các hành vi và đời sống thanh thiện của các ngài mà bắt chước. Chúng con này xin Chúa chúc lành và thanh hoa những tượng ảnh và tràng hát này để tôn kinh và tưởng niệm Đức Giêsu Kitô Con Một Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh An Tôn và các thánh. Xin Chúa thương để ai siêng năng tôn kinh các tượng ảnh này và siêng năng lần hát thì nhờ công nghiệp và sự che chở của các ngài được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh hiển vinh cửu đời sau, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Giờ đây chúng ta cầu xin Chúa thương chúc lành và thánh hóa các đồ vật và thuốc mà chúng ta đưa tới đây. Lạy Chúa, nhờ lời Chúa phán mà mọi vật trở nên tốt lành thanh thiện. Xin Chúa ban phép lành trên những đồ vật và thuốc này. Xin cho bất cứ ai sử dụng những đồ vật và thuốc hợp với lễ luật và thanh y Chúa cùng được Chúa nâng đỡ phần hồn cũng như phần xác, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây chúng ta cầu xin Chúa thương chúc lành và thánh hóa những phụ nữ đang mang thai cũng như những phụ nữ khát khao được có con. Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa tác tạo muôn vật muôn loài, đấng uy hùng và đáng kính sợ, công chính và hay thương xót. Chỉ có Chúa tốt lành và nhân hậu. Chúa đã cứu dân Do Thái khỏi mọi sự dữ và làm cho cha ông chúng con nên dân yêu quý của Chúa và đã dùng thánh thần mà thanh hóa họ. Chúa đã chuẩn bị xác hồn Đức Trinh Nữ Maria vinh hiền trở nên nơi cư ngụ xứng đáng cho con Chúa. Chúa đã làm cho Gioan Bautista được đầy ơn Chúa thánh thần và nhảy mừng trong lòng mẹ. Xin hãy nhận lấy lễ vật do tâm lòng thông hối và nhiệt thành ước ao của các tôi tớ Chúa là những người phụ nữ đang khao khát thiên chức làm mẹ và những người phụ nữ đang mang thai. Khiêm nhường này xin Chúa gìn giữ thai nhi mà Chúa đã cho cứu mang, cho thai nhi được chào đời may mắn, được gia nhập dòng dõi thánh thiền, luôn làm tôi tớ Chúa trong mọi sự và đang đạt tới sự sống muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trong cơn gian nan người dân lương sâu